Xin chào toàn thể các bác, tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube của em Lĩnh GBL Nam Định. Quay trở lại với video ngày hôm nay, em Lĩnh tiếp tục giới thiệu cho các bác về một đôi loa vừa cập bến tại cửa hàng các bác nhé. Và trước mặt các bác đây, đó là một đôi SR4722. Nếu mà cái tầm tiền loanh quanh tầm 30 triệu các bác nhé, tầm 30, trên dưới 30 một chút xíu thôi. Đó. Đổi lại là gì? Là một đôi loa em Lĩnh đánh giá rất là cao các bác nhá. Chất âm nó rất là hay. Đó. Cái trung âm này, cái trung âm nó cực kỳ là dày dặn các bác nhá. Cái tép nó rất là tơi, rất là tơi. Trong khi đó thì cái giải bass thì nó rất là mềm, nó rất là mềm luôn. Anh em nào chơi những đôi SR4722 này thì chắc chắn là có những cái đánh giá đúng là như vậy các bác nhá. Đó. Em Lĩnh rất ấn tượng với đôi loa này luôn. Đó. Ấn tượng là gì? Ấn tượng là với cái tầm tiền, với cái tầm tiền bỏ ra, đổi lại là cái chất âm mang lại cho anh em nó xứng đáng các bác nhá, rất là xứng đáng luôn. Thì ngày hôm nay thì em Lĩnh muốn giới thiệu cho các bác một đôi loa duy nhất đó, vừa cập bến ngày hôm trước đó. Thì video ngày hôm nay thì em Lĩnh sẽ quay toàn bộ về ngoại thất thôi nhé. Toàn bộ về ngoại thất và em Lĩnh sẽ test chất âm. Test chất âm cũng như là hát thử trên đôi loa SR4722 này đó, cho các bác cùng thẩm âm với em Lĩnh nhé. Và video ngày mai, hôm sau thì em Lĩnh sẽ mở nội thất ra cho các bác cùng chiêm ngưỡng, cùng ngắm nhìn xem độ đẹp nó đến đâu các bác nhé. Về ngoại thất thì mời các bác cùng đây. Một đôi loa thì đôi này thì rất rất là đẹp. Đây các bác có thể nhìn thấy cái lớp bọc nỉ này các bác này. Cái nó còn xanh mướt mượt mượt luôn. Và không có một chút gì xù xì các bác nhá. Đó. Đôi loa này em Lĩnh đánh giá cực kỳ là đẹp đấy. Rất là xuất sắc đấy. Các bác thấy không ạ? Nó còn xanh mướt này, nó xanh mướt mượt mượt luôn. Đó, nó còn chưa sang cái màu đen đâu các bác nhá. Đó. Mới tinh luôn. Đấy, những cái ốp góc này, những cái ốp kè góc nó rất là bóng. Đó. Và theo thời gian nha các bác nhá, theo thời gian sử dụng cũng như là vận chuyển thì đây là những cái này nó chỉ là rất rất là nhỏ thôi. Em Lĩnh không chưa sờ ba. Đó. Đây là để mộc mạc nguyên vẹn của nó này. Bác nào sở hữu đôi này muốn em sờ ba đi một chút thì cái này nó cực kỳ là đơn giản thôi. Em Lĩnh đưa máy đánh bóng vào đây này, nó sẽ đánh bóng thì sẽ hết những cây vẹt này các bác nhá. Đó. Đó. Rất nhỏ thôi. Nó không phải là sượt sâu đâu các bác nhá, nó chỉ hơi hơi cạ vào một tí thôi. Nếu mà loa bãi mà tình trạng mà như này thì em Lĩnh đánh giá là cực kỳ là mới rồi, cực kỳ là mới rồi. Đó. Cái này thì chắc chắn với các bác một điều rằng là nội thất thì em khẳng định với các bác là sáng choang luôn các bác nhá. Đó. Đây là những cái bụi này các bác này. Đó. Các bác có thể ngắm nhìn cái lớp màng này, màng bát này. Xuất sắc luôn. Thiết kế rất là đẹp. Đó, thiết kế rất là đẹp luôn. Đó, họng chép tai vòi này. Đó, rất đẹp luôn. Và đây các bác có thể nhìn thấy hai cái thanh ốp này. Gần như là mới tinh luôn các bác, gần như là mới tinh luôn. Logo JBL rất mới các bác nhá. Đây là chiếc thứ hai. Rất là mới, rất chi là mới luôn. Đó.
và đây là ở đằng sau các bác nhá. Đó. SR4722. À, và thông báo với các bác này, 4722 đời trơn và 4722A. Đó, 4722 SR4722A thì nó có thêm cái đường vào rắc new trích các bác nhá. Đó, còn 4722 trơn này thì nó không có cái đường đấy. Đó. Còn lại thì tất cả là giống nhau y xì fork thôi nhá. Không khác nhau gì đâu. Không khác một chút gì. Y xì fork luôn. Đó. Số series đây 11530. Tình trạng rất là mới và đẹp. Đây. 11550 các bác nhá. Đó. Rất mới. Đấy là toàn bộ về ngoại thất của đôi 47SR4722 này các bạn. Và sau đây thì mời các bác cùng đeo tai nghe. Em Lĩnh sẽ đẩy gain nhạc lên, các bác cùng thưởng thức nhé. Video sau thì em Lĩnh sẽ mở nội thất cho các bác cùng ngắm nhìn.
Ok các bác nhá, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video gần nhất. Xin chào các bác nhá.